cuộc sống lúc đó cũng rất là khó khăn, mà Thủy lúc đó là đẹp dữ lắm, là hoa khôi của trường Gia Long, bây giờ là hoa hậu của tôi. Thì giờ rất là nhiều người mà quyền thế giàu sang có thể đeo đuổi, nhưng mà rất là chân tình, nắm tay với Bảo Quốc đi suốt cả cuộc đời này. Cuộc sống thì nó quá nhiều khó khăn đi, thì hai vợ chồng thì cũng khó khăn nhiều rồi. Cái lúc mà trẻ quá mà không khó khăn sao được, chồng 19, vợ 17, đâu có dám ra làm hôn thú. Ra làm hôn thú rồi tôi bị tội dụ dỗ cái vị thành niên, nó khổ vậy đó. Cho tới khi mà làm được hôn thú rồi đó thì bốn đứa con. Thật sự lúc đó thì cũng khó khăn lắm, nhìn bốn đứa con không biết sao nuôi nổi nó tới lớn nữa. Nhưng nhờ trời Phật tổ nghiệp thương, các con bây giờ đã trưởng thành và thành công, cuộc sống rất là ổn định. Gia đình của Quốc Thủy bây giờ bốn đứa con, 9 đứa cháu, nội ngoại, tăng cường thêm 2 đứa cháu vốn. Bọn tôi cũng nói lên đây để các anh chị, các bạn và các em có cháu cùng chia sẻ những cuộc tình của Bảo Quốc mới yêu nhau. Tưởng là một cuộc tình, nhưng không ngờ bây giờ là cả một cuộc đời. Bảo Quốc được vợ yêu thương nhiều, là nhờ làm như luôn vậy luôn. Cái này chắc là mà mấy ông cũng nên bắt trước đi, để cho nó yên nhàng. Hôm nay mấy anh em đi dự. Dạ thưa các anh chị và các bạn, 50 năm hai vợ chồng của Bảo Quốc đã mạnh mẽ dùng để vượt qua tất cả mọi thử thách để sống với nhau. Và bây giờ 50 năm nữa hai vợ chồng cũng nói nhau rồi, nắm tay từ từ tiến bước để thành 100 năm hạnh phúc. Chứ từ đây cái nó già lắm rồi đâu dùng để nổi nữa đâu. Một lần nữa Bảo Quốc xin cảm ơn tất cả mọi người có mặt hôm nay để cùng vui với 50 năm ngày cưới của Bảo Quốc và Thu Thủy. Thưa quý vị, đó là lời chia sẻ của nghệ sĩ Bảo Quốc, người đang rất hạnh phúc trong đêm nay. Và bây giờ sẽ là những lời chúc mừng người gần nhất, thân nhất, đó là không ai khác hơn, đó là những người con của nghệ sĩ Bảo Quốc và cô Thu Thủy. Xin mời Hồng Loan, anh Luân. Dạ. Nói gì đi chú em? Hôm nay thì em đi dự 50 năm ngày cưới của chú Sáng Bảo Quốc. Hai chị em mình quay qua quay lại. Dạ, gia đình của tụi con thì mình xin cảm ơn ba mẹ nha. Ba mẹ nha, cho tụi con được cái tổ ấm, cái tổ ấm mà ba mẹ đã về điện từ hai bàn tay trắng. Con đi tập trung quá, tập trung quá. Biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mà không áo được. Không có nói chạm cho áo là từ hồi xưa ba đi hát, ba phải chạy show từ chỗ này qua chỗ kia, từ tỉnh này qua tỉnh nọ. Mà lúc đó thì gia đình rất là nghèo, cho nên học hỏi kinh nghiệm quá. Lương Đức Thành với Thế Diễm học hỏi kinh nghiệm quá. Sắp 2 năm rồi. 2 năm có làm không? Năm cưới chị. Rất là tự hào được làm con ba mẹ. Kính mong ba mẹ sẽ luôn mãi hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe, để mà tụi con luôn luôn noi theo, luôn luôn được cái cánh của ba mẹ chỉ trẻ cho tụi con. Bây giờ chị có những lời chúc của anh chị và các cháu ở Việt Nam gửi lời chúc đến ba mẹ. Dạ con xin mời. Dạ mời quý khách hướng về màn hình. Chúng tôi gặp số trục trặc kỹ thuật về âm thanh.
Vâng, xin anh có thể biết cho biết đây là ai trong gia đình? Dạ, đây là chị thứ ba của Hồng Loan, chị Tố Quyên và con trai của chị là cháu Lý Quốc Hùng. Nhìn chị cũng giống cô. Bây giờ thì cũng làm phiền các anh chị, các bạn và các em, các cháu quá rồi. Bây giờ thì cũng trễ. Bảo Quốc một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Và Bảo Quốc xin trân trọng mời tất cả mọi người chúng ta cùng nhạc tiệc và vui với Bảo Quốc và thực tế đêm nay. Xin cảm ơn. Vâng, xin mời tất cả chúng ta hãy cùng nâng ly và cùng chúc mừng cho hạnh phúc của nghệ sĩ Bảo Quốc và cô Thu Thủy đi không ạ? Chúng ta cùng nâng ly ạ. Bây giờ thì xin mời mình vô cái đi về chỗ ngồi, chúng ta thêm chút bữa và bắt đầu chương trình hôm nay. Dạ con nghe cô. Dạ con đang đi dự tiệc của chú Sáu Bảo Quốc đó cô. Dạ. Lên xuống con của sao con còn đứng đây vậy? Nè, con ơi, sao con còn đứng đây vậy? Con muốn nói chuyện gì với ngoại hả? Rồi, con nói đi nha. Đang đi dự tiệc của chú Sáu và Lương Thế Thành á. Lương Thế Thành với Thúy Diễm. Nãy giờ hai vợ chồng ngồi rất là chú tâm để nghe, để học hỏi kinh nghiệm. Chuẩn bị tổ chức đám cưới chị. Tổ chức đám cưới chị 2 năm. Bà ngoại nói đi. Oh my god. Đúng rồi, mẹ con nói đúng mà con nói cũng đúng. Nó nói vậy cho 13 tuổi nó có rồi. Con ơi, con hỏi gì nữa không? Con về cho con. Dạ. Tại sao ông bà ngoại quen nhau vậy? Quá. Quen nhau bây giờ nói thì nhiều lắm, hồi nãy rồi mấy chú nói rồi. Bây giờ cứ nhìn là coi lên màn hình này mới thấy ông bà ngoại quen nhau sao? Đó, năm 1968 đó con. Quay lại luôn. Chị Thủy. Chở giúp tôi đến trường được không? Xe đạp chuyển đâu? Xe đạp tôi bị hư rồi. Leo lên. Cảm ơn nha. Câu được không? Dạ. Câu thử coi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều. Thôi con xuống nha. Dạ, xin mời quý vị bắt đầu chúng ta cùng nhập tiệc cùng vui với nhau và xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều.
tường thuật cho mọi người xem kỷ niệm 50 năm ngày cưới của chú Sa Bổ Quốc. Còn bây giờ tụi em xin phép tụi em chuẩn bị ăn nha. Nó bụng quá, nó bụng. Nè, mình pha ly mà nó ăn 4 bịch. Không, đây nè, nhìn nè. Đây là nguyên một bàn. Coi như là bao nhiêu sô-cô-la là cái Diễm nó hốn hết. Đó, thấy chưa? Nó ăn mình nó nhiều sô-cô-la nè, mọi người xem nè. Mày ăn cái chứ ai ăn. Mẹ vỗ không ăn nè, còn dĩa bơ mẹ ăn đi. Đó, bây giờ dĩa bơ này đưa cho cái Diễm nó ăn luôn. Đó, tặng nó đi. Buồn lắm mọi người ơi. Ăn rồi quay hoài. Thôi giờ ăn rồi, chào mọi người nha. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành.